Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 8, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Nhà kho cũ ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư đã đổ sập, vùi lấp 3 công nhân đang làm việc. Trong đó, 2 người xác định đã tử vong, 1 người bị thương nặng đang được chuyển lên Hà Nội để cấp cứu, điều trị. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14 vào chiều nay, nhiều người dân sống xung quanh khu vực này vẫn không giấu được sự xót xa bàng hoàng, thậm chí là bức xúc khi dãy nhà kho đã quá cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người lao động. Đây là hiện trường vụ sập nhà kho khiến 2 người chết, 1 người bị thương vào sáng nay tại thôn Đồng Quan. Phần sập nằm gần mặt đường trục chính của xã Ninh Vân, rộng khoảng 100m². Tại hiện trường, một phần mái tôn nhà kho đổ sập đã được di chuyển ra ngoài để phục vụ việc tìm kiếm các nạn nhân. Máy móc, nguyên liệu sản xuất sợi, bao bì bị tường gạch vỡ đè nát. Người dân sống xung quanh khu vực hiện vẫn cảm thấy bàng hoàng, bất an vì vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Tôi thì nhận được điện là cũng ra ngay hiện trường để bảo vệ, cùng phối hợp với công an để ấy người dân gọn vào một chỗ để cho cái lực lượng cứu hộ cứu nạn trên nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường. Nhà cái chị ở Đồng Quan đây thì cũng là chồng thì cũng mới mất được có mấy tháng, giờ lại đến chị đi phụ hồ đang sửa chữa ở trong đây bị sập mất. Nhà chị cũng neo người. Không nên hoạt động tại vì nó cũng ảnh hưởng người dân đây lắm, không ai người ta thích đâu. Đêm đến nó cứ đốt khói mù lên mà. Nhưng có cái người dân thì thôi người ta cũng kệ. Người ta làm ăn với lại cơ sở hạ tầng nó sập sệ vậy đấy. Thì cũng muốn là hoạt động thì phải tu sửa lại cho nó đàng hoàng. Không may nó sinh ra mất mát người dân vậy, nó cũng nhiều cái nó thiệt thòi cho người dân. Chị Đinh Thị Chuyên, nhà gần hiện trường vụ tai nạn lao động. Chị Chuyên cho biết bản thân từng làm công nhân 4 năm tại đây. Lúc nào chị và mọi người cũng đều lo lắng vì khu nhà kho quá cũ, xuống cấp do được xây dựng từ lâu. Ngày xưa làm ở đấy thì rất là lo lắng về cơ sở, nó cũng sập sệ như vậy, với cái thứ hai là nó quá kín, nóng bức, khó chịu lắm. Và làm nó cũng rất là vất vả, nên là tôi không thể chịu được, nên bắt buộc tôi phải nghỉ để đi tìm công việc khác. Tôi biết là cái kho này nó có từ thời lâu lắm rồi, nó sẽ là rất là mục nát rồi. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân xã Ninh Vân cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 9 tháng 8. Vào thời điểm trên, nhóm thợ 6 người được thuê gia cố phần mái. Tuy nhiên khoảng 100m², nhà kho cấp 4, lập tôn bất ngờ đổ sập. Những bức tường cao hơn 3m đổ xuống, vùi lấp 3 người đang làm việc. 3 người khác khi thấy tiếng động lạ đã may mắn chạy thoát ra bên ngoài. Một công nhân làm việc trong nhà kho rộng chừng 3.000m² cũng tháo chạy kịp thời. Đối với chủ cơ sở thì năm 2008 thì được có cái chủ trương đầu tư vào cái xưởng sản xuất, nên từ đến năm 2009 thì bắt đầu là bắt tay vào sản xuất ở cái khu này. Và trên tinh thần thì chúng tôi cũng đã yêu cầu đối với chủ cơ sở sản xuất là trước mắt thì sẽ tạo điều kiện hết sức làm sao đó lo cho những người bị thương bị hại cùng với gia đình để khắc phục cái khó khăn ngay trước mắt. Ủy ban dân huyện Hoa Lư cho biết đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, huyện đã tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn và thăm hỏi động viên các gia đình người bị nạn, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tập trung cứu chữa, tạo mọi điều kiện chuyển nạn nhân lên cấp cứu ở tuyến trên. Lực lượng công an chức năng thì hiện nay đang điều tra để làm rõ các cái nguyên nhân. Sau đó thì huyện cũng có chỉ đạo các phòng chức năng để rà soát lại đối với lại cái xưởng sản xuất bao bì và sẽ có báo cáo. Thì trên cái cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ có cái hướng để xử lý. Và trong cái thời gian tới thì Ủy ban huyện tập trung chỉ đạo các cái đơn vị chức năng, phòng chức năng để đi rà soát trên địa bàn huyện đối với lại các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp để đảm bảo về cái an toàn lao động. Liên quan đến vụ việc này, chiều nay 9 tháng 8, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để tập trung điều tra nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, nhận định ban đầu là do nhà kho được xây dựng khoảng 30 năm trước, nhiều vị trí đã hư hỏng, xuống cấp, dẫn đến sập đổ.
Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 8, ngôi nhà trong hẻm đường Đào Duy Từ thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, khói lửa bốc cao hùn ngụt, bao trùm khiến nhiều người bỏ chạy toán loạn. Khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, người dân đã phát hiện khói, mùi khét tỏa ra từ tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng được thuê làm kho chứa loa đài, đầu đĩa, có địa chỉ tại ngõ 14 đường Đào Duy Từ, quận Thanh Khê. Lửa đã nhanh chóng bén vào đồ đạc, khói bốc cao đến hàng chục mét, bao trùm cả khu dân cư đông đúc gần chợ Cồn. Ngôi nhà cháy không có người, nhưng khu vực xung quanh nhiều người sinh sống nên phải di tản để đảm bảo an toàn. Ít phút sau, gần 100 cán bộ chiến sĩ và 6 xe chuyên dụng của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để phun vòi rồng để dập lửa. Một đoạn đường Đào Duy Từ gần nơi hỏa hoạn bị phong tỏa. Dân quân tự vệ hỗ trợ di rời tài sản trong nhà ra ngoài, nhưng nhiều đồ điện ở bên trong đã bị cháy xém. Đến 10 giờ 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế, nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước những bất thường đến từ thiên tai, thảm họa và những sự cố lớn gây thiệt hại về người và tài sản, ngày 9 tháng 8 năm 2004, Bộ Quốc phòng thành lập Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua, Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình là phòng chống thiên tai, sự cố, thảm họa, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, người dân. Hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2024, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Trong suốt 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của 222 cơn bão, 84 áp thấp nhiệt đới và 60.000 sự cố thiên tai dịch bệnh, điều động gần 4,2 triệu lượt người và gần 165.000 lượt phương tiện, cứu được 74.000 người và gần 6.400 phương tiện. Với sự tham gia của Cục Cứu hộ Cứu nạn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chiến lược, đề án trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương đã chủ động đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực của địa phương, nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, trong đó có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương, nhưng cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn sẵn sàng vượt qua mọi gian nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của người dân. Ghi nhận những thành tích của Cục Cứu hộ Cứu nạn, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày hôm nay, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết chủ động, vượt khó kịp thời, an toàn hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Cục Cứu hộ Cứu nạn sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Cứu hộ Cứu nạn tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị quân đội, xử lý tốt các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, với tinh thần cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày vừa qua tại tỉnh Thái Nguyên đã khiến khu vực bờ sông Cầu, đoạn qua xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, tài sản, hoa màu và đất ở sản xuất của 18 hộ dân trong xã. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông tại khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại vùng nguy cơ sạt lở.
thường xuyên cập nhật diễn biến cảnh báo theo tình hình thực tế, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, thông báo đến người dân ở những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh khi mưa lũ, kịp thời tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn. Trước đó, mưa to đến rất to xảy ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 và từ đêm ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, nước thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước sông Cầu dâng cao, gây ra tình trạng sạt lở bờ hữu sông Cầu đoạn qua xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 868 m, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, tài sản, hoa màu, đất ở và sản xuất của 18 hộ dân với 70 nhân khẩu thuộc xóm Thanh Đàm. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trải qua một đợt nắng nóng cuối cùng của mùa hè thì dự báo đêm ngày 10 tháng 8, miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa rào và dông rải rác. Trên nền nhiệt cao, mưa dông dễ đi kèm với hiện tượng thời tiết cực đoan nên người dân cần hết sức chú ý đề phòng. Từ đêm ngày 10 tháng 8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 10 đến ngày 14 tháng 8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt sẽ giảm, tuy nhiên những ngày đầu xuất hiện mưa, cảm giác vẫn còn oi bức. Đến khoảng ngày 14-15 tháng 8, mưa nhiều, nhiệt độ giảm, nền nhiệt phổ biến còn 30-31 độ, cảm giác dịu mát rõ rệt hơn. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, nắng nóng có khả năng dịu dần. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.